Chào các em, chào mừng các em đến với lớp học tiếng Việt lớp 2. Trong giờ học hôm nay, cô giáo Khánh Nhi sẽ đồng hành với các em cùng nhau hoàn thành phiếu ôn tập cuối tuần nhé. Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em hoàn thành phiếu ôn tập cuối tuần 20. Đến với phần khởi động đầu tiên, là bài yêu cầu ghép các chữ cái và thêm dấu thanh nếu cần thành tên những nơi quen thuộc với em. Vậy thì chúng ta ngoài từ sân được ghép bằng ba chữ cái trên đây, chúng ta sẽ tìm thêm được các từ nào nhé? Nơi quen thuộc với em có thể là sân này, còn có thể là nơi nào? Ta thấy đó là vườn. Ta ghép bởi các chữ cái sau đây. Tiếp đến ta có là đường. Ba, ngõ. Vậy thì chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập khởi động. Tiếp đến bài tập 1, kể tên các phòng có trong nhà em. Các phòng có trong nhà em là gì? Cô gợi ý cho các em. Phòng đầu tiên là phòng mà chúng ta có thể tiếp khách. Đó là phòng gì? Đúng rồi, đó là phòng khách. Phòng mà chúng ta ngủ gọi là phòng gì các em? Đúng rồi, là phòng ngủ. Vậy thì phòng mà chúng ta có thể dùng nơi đó làm nơi nấu thức ăn gọi là phòng gì? Đúng rồi, là phòng bếp. Vậy thì phòng mà chúng ta có thể làm vệ sinh cá nhân gọi là phòng gì? Đúng rồi, là phòng vệ sinh này. Là phòng gì nào? Đúng rồi, đó là phòng ăn. Vậy thì ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1 là kể tên các phòng có trong nhà em. Có thể là phòng khách này, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng ăn. Tiếp đến bài tập 2. Tô cùng màu cho bông hoa chứa từ ngữ có thể xếp vào cùng nhóm. Vậy thì bông hoa nào có từ ngữ xếp vào cùng nhóm, chúng ta sẽ tô cùng màu với nhau nhé các em. Vậy đầu tiên chúng ta xem là bông hoa thân thiết này là có thể xếp vào cùng nhóm với lại bông hoa nào? Vậy thì ta thấy bông hoa thân thiết sẽ tô cùng màu với bông hoa gắn bó này. Bởi vì nó có ý nghĩa gần giống nhau đấy các em. Tiếp đến là có thể tô được cho bông hoa thân quen này cùng màu luôn. Và bông hoa cuối cùng là gần gũi. Vậy thì ta có bốn bông hoa này tô cùng vào. Vậy thì bốn bông hoa này ta xếp vào một nhóm và ta sẽ tô cùng màu cho các bông hoa nhé. Vậy các bông hoa còn lại ta thấy là mảnh vườn này, bậc thềm và cửa sổ là các bông hoa xếp vào một nhóm. Ta sẽ tô chúng cùng màu với nhau nhé. Tiếp đến. Và vì sao các em biết các bông hoa tô màu đỏ lại xếp vào cùng một nhóm vậy? Bởi vì bốn từ đó là các từ ngữ chỉ tình cảm này ha, tình cảm thân thiết, thân quen, gần gũi, gắn bó. Còn các từ mảnh vườn, bậc thềm và cửa sổ chúng ta xếp vào một nhóm bởi vì đây là từ ngữ chỉ sự vật này. Vậy chúng ta vừa làm xong bài tập số 2, tiếp đến bài tập 3. Viết một hai câu có sử dụng từ ngữ ở bài tập 2. Câu A giới thiệu về nơi thân quen với em. Sử dụng từ là thân thiết. Ta đặt câu như sau. Nhà em rất thân thiết với các nhà hàng xóm bên cạnh. Vậy chúng ta đã sử dụng từ thân thiết.
tiếp đến. Câu thứ hai cô đặt đó chính là mảnh vườn. Vườn. Nhà em. Được ông em. Được ông trồng rất nhiều cây cối tươi xanh. Vậy thì chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập 3. Tiếp đến. Tiếp đến câu B, nói về đặc điểm của nơi thân quen với em. Ví dụ mẫu như cửa sổ phòng em hướng ra mảnh vườn nhỏ trước nhà. Sáng sớm, hương thơm từ các loài hoa theo gió tràn vào cửa sổ. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn từ ngữ bài tập 2, đó là từ nào các em? À đúng rồi, đó là từ bậc thềm nhé. Thêm. Bậc thềm nhà em hơi cao, cho nên những lần ông và ta đặt là bậc thềm nhà em hơi cao, cho nên những lần ông bà bước xuống em đều đến bên cạnh giường ông bà. Vậy thì chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập 3. Đến bài 4, yêu cầu tìm từ ngữ có chứa tiếng bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chữ rờ. Vậy viết tên các đồ dùng trong nhà có tiếng bắt đầu bằng chữ chờ hoặc rờ là gì các em? À, chờ là chẳng hạn như là chậu này, cái chậu này, cái gì nữa, cái gì mà chúng ta dùng để bỏ cơm vào ăn này, à là chén, đúng rồi, cái gì chúng ta đắp mỗi ngày này để đi ngủ là chăn này, là gì nữa các em, à là cái gì chúng ta trải xuống đất để nằm này làm bằng tre, à là chiếu, đúng rồi, và nhiều đồ dùng khác nữa ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm tên các loại hoa hoặc là cây bắt đầu bằng chữ chờ trời này. Cái gì nhỉ? Cái gì mà thấm giống dùng để đánh giặc này? À là cây tre. Họ hàng với tre là cây trúc. Và cây gì nữa nè? À cây gì mà rất là chua này, có cái quả rất là chua ấy. À cây chanh. Cây gì nữa các em? À nhiều cây khác nữa ha. Đã kết thúc bài tập 4. Đến bài tập 5, yêu cầu điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống, chép lại đoạn văn. Vườn nhà Mai trồng rất nhiều hoa. Chấm. Ta điền dấu. Chấm. Hoa hồng. Phẩy. Chúng ta đang liệt kê các loại hoa ha, nên ta dùng dấu phẩy này. Hoa lan ngào ngạt tỏa hương. Chấm. Kết thúc câu ta điền dấu. Chấm. Những khóm 10 giờ đỏ phẩy, tím phẩy, hồng được rỡ khoe sắc. Chấm. Chúng ta dùng dấu phẩy vì đang liệt kê các màu của khóm 10 giờ này. Và chấm. Vậy chúng ta sẽ chép lại đoạn văn trên cho đúng chính tả nhé. Ta có là vườn nhà Mai. Mai chúng ta biết hoa vì là tên riêng này. Trồng rất nhiều hoa. Chấm này biết hoa từ hoa hồng. Hoa này biết hoa từ hoa. Phẩy hoa lan ngào ngạt tỏa hương. Chấm.
Những khóm ta viết qua từ những. Những khóm 10 giờ đỏ phẩy tím phẩy hồng rực khoe sắc chấm. Vậy thì chúng ta vừa chép lời định văn cho đúng rồi đó các em. Tiếp đến bài tập cuối, đề bài yêu cầu vẽ nơi thân quen với em, đặt tên và giới thiệu bức tranh em vẽ với bạn. À, thì các em hãy vẽ nơi thân quen với em, có thể là khu vườn nhiều màu sắc này, khu vườn có chim hót líu lo, hay là khu vườn có nhiều cây hoa nở rộ rất là đẹp này, có thể là phòng ngủ của em hay là phòng ăn phòng khách. Các em hãy ví dụ là đặt tên cho bức tranh, vẽ xong đặt tên là khu vườn của em chẳng màu sắc. À, vậy thì khu vườn màu sắc này em hãy giới thiệu bức tranh cho em cho với bạn như thế nào. Vậy thì em hãy giới thiệu bức tranh em vẽ như thế nào này. Các em hãy giới thiệu đây là khu vườn của ai này, khu vườn có những gì trong đó. À, có hoa này, có tia nắng này, có chim chóc, có cây cối này, và có ai nữa, có mẹ, có ba hoặc là có em trong bức tranh này. Vậy thì em cảm thấy em có yêu quý khu vườn này không, và em cần làm gì để bảo vệ này, gìn giữ này, giúp cho khu vườn ngày càng thêm đẹp nữa. Em hãy giới thiệu bức tranh em vẽ với bạn bằng cách đó nhé. Các em thân mến, giờ học đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào giờ học sau nhé.